công ty này nè, công ty gỗ nè, mọi người nhìn cho kỹ nha. Cái công ty này có đến 300 lao động luôn, từ 18 đến 50 tuổi luôn nha. Những người lớn tuổi cũng có thể đi làm nha mọi người. Trời ơi, phụ cấp nè, phụ cấp 500 luôn, phụ cấp 500 với lại tăng ca đều lắm nè. Công ty này làm tháng chắc cũng mười mấy triệu á, 18 đến 50 tuổi luôn. Mấy người lớn tuổi cũng làm được nhá. Làm công ty gỗ cũng nhẹ thôi, không có nặng đâu. Đây này, cũng không có nặng lắm đâu nha. Mấy người ngồi, mọi người nhìn cho kỹ nha. Mình đang đi làm về quay mà ngại quá, sợ bảo vệ nó thấy. Quay mà ngại ghê luôn. Tội nghiệp ghê trời, quay ngại quá. Công ty này nhìn sạch sẽ ghê luôn á. Để đi vào nó có chế độ lắm nha mọi người. Ở đây nó kiếm được công ty trách nhiệm hữu hạn. Phụ cấp nhà trọ nữa nè. Phụ cấp trên cần 500, phụ cấp nhà trọ 300, phụ cấp độc hại 500. Trời ơi, phụ cấp quá trời luôn. Trên cần 500 rồi, phụ cấp nhà trọ 300 luôn. Thành ra là được 1 triệu 3 luôn. Trời ơi, nhiều hơn công ty dưới kia nữa. Công ty kia mình làm mấy công ty dày á, mới phụ cấp được có 1.250.000, cái này phụ cấp được 1.300.000 luôn á. Vậy nha, chúc mọi người tìm được việc như ý nha.